hôm nay mày uống bia chứ sao lại uống nước ngọt chàng. Hả? Khốn hả? Để sao có ăn giấy kìa. Ủa chị ném này quá hả? Ủa quá trời đồ ăn luôn á. Mới đầu Trang nói em là như em, nó có mấy người bạn à, cuối cùng ra hai mấy người luôn. Nhưng mà đồ ăn nhiều lắm, đem mỗi món một chút thôi, được rồi. Tại ai cũng đem một món qua nhận lấy không? Ừ.